À, nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái kết quả tới phút thứ 65 thì U17 Thái Lan đã có bàn thắng thứ hai vươn lên dẫn trước U17 Nepal. Và hiện tại bây giờ thì Thái Lan đang còn dẫn trước Nepal với tỷ số là 2-0 tới phút thứ 65. Bàn thắng thứ hai được ghi ở cái tình huống là bên phía Thái Lan họ đã xuống đáy biên, tấn công ở đáy biên và có một cái đường truyền căng ngang như là đặt và để tiền đạo của bên phía Thái Lan vào một cái thế rất là trống trải và dễ dàng ghi bàn ở cái tình huống đó. Và tỷ số hiện tại bây giờ là 2-0 nghiêng về Thái Lan mà chỉ có 65 phút mà thôi. Và hiện tại bây giờ thì cũng còn khoảng cỡ 25 phút nữa thì sẽ kết thúc trận đấu, và cộng thêm những phút lùi giờ, nói chung là khoảng 30 phút nữa thì sẽ kết thúc cái trận đấu này. Và không biết là Nepal họ có thể là họ có lật ngược được cái thế cờ này hay không, nhưng mà cái kết quả này và cái thế trận này thì Thai TV dự đoán là rất là khó để Nepal họ có thể là đảo ngược thế cờ. Vì là hiện tại bây giờ cho dù là Thái Lan đang còn dẫn 2-0 nhưng mà Thái Lan vẫn đá áp đảo hoàn toàn so với lại là Nepal nha quý vị. Nói chung mà trước trận đấu ai cũng biết là Thái Lan được đánh giá cao hơn Nepal rất là nhiều, và cái kết quả này là một cái kết quả không bất ngờ cho tất cả quý vị khán giả cũng như là Thái TV. Và bây giờ Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất của kênh Thái TV. Xin chào và hẹn gặp lại.